Xin chào, như tiêu đề đã nói ở trên tại sao đất nước Hồi giáo ở Qatar không uống rượu bia và ăn thịt lợn. Đất nước với diện tích 11.608 km2 bằng tỉnh Thanh Hóa, với dân số khoảng 3 triệu dân bằng tỉnh Bình Dương, và là trong top 5 danh sách giàu nhất thế giới tính theo GDP đầu người. Năm 2021, GDP bình quân đầu người 61.276 đô la Mỹ, khoảng 1,5 tỷ đồng. Tổng tài sản quốc nội của đất nước chỉ vỏn vẹn gần 3 triệu dân là 179,6 tỷ đô la Mỹ. Chỉ cần đào đất lên là có tiền nhờ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Qatar là nơi tổ chức ngày hội lớn nhất hành tinh World Cup. Rất nhiều quốc gia sang tham dự cũng như cổ vũ cho đội bóng. Theo văn hóa của phương Tây, trong các trận chiến thắng của đội tuyển thể nào cũng có cốc bia chúc mừng. Nhưng ở Qatar thì để mua và tiêu thụ đồ uống có cồn lại không được phép và mang tính chất cục bộ. Video này chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Nếu bạn đang đi du lịch hay sang Qatar xem các trận bóng World Cup, sẽ có nhiều người phải thất vọng vì những quy tắc và lệnh cấm ở đây. Nhưng với các chị em, phụ nữ sẽ rất vui vì những ông chồng của mình sẽ không uống rượu bia. Việc mang rượu bia vào Qatar là bất hợp pháp, dù chỉ một chai nhỏ để trong hành lý. Uống rượu bia hoặc say xỉn nơi công cộng là phạm luật. Việc vận chuyển rượu bia cũng không được phép, ngoại trừ việc có giấy phép mua rượu và đang trên đường mang chai rượu vừa mua từ cửa hàng có giấy phép về nhà. Mua bán, cho tặng, mời người Hồi giáo hoặc người vị thành niên uống rượu bia đều phạm luật. Phải chăng người Hồi giáo không được uống bia rượu? Vâng, người Hồi giáo chịu ảnh hưởng từ lời răn dạy của Thánh Allah. Những tín đồ đạo Hồi không được phép dùng những chất kích thích như bia rượu vì chúng làm cho con người đánh mất lý trí và dễ gây ra tội lỗi đáng tiếc. Các tín đồ Hồi giáo luôn rất tôn sùng và vâng theo các lời dạy của đấng toàn năng của họ, cho nên chính phủ một số nước theo đạo này cũng ra lệnh cấm thức uống có cồn và tín đồ không bao giờ uống bia, rượu trong cuộc đời của họ. Nếu bạn được mời đến thăm một gia đình Hồi giáo thì không nên tặng rượu, bia cho họ. Ngoài ra, trong luật Sharia của Qatar quy định rất rõ việc đánh roi để trừng phạt tội tiêu thụ đồ uống có cồn hoặc quan hệ tình dục bất hợp pháp. Người Hồi giáo không được phép tiêu thụ đồ uống có cồn tại Qatar và nếu vi phạm có thể bị đánh roi hoặc trục xuất. Ngoại kiều phi Hồi giáo có thể xin giấy phép mua đồ uống có cồn để tiêu thụ cá nhân. Công ty phân phối Qatar được phép nhập khẩu đồ uống có cồn và thịt lợn. Cửa hàng rượu duy nhất của công ty và Qatar cũng bán thịt lợn cho người có giấy phép mua rượu. Với chính sách như vậy, thật dễ hiểu khi tại các sân vận động World Cup 2022, chủ nhà Qatar đã cấm bán đồ uống có cồn, một hoạt động vốn đã trở thành truyền thống tại World Cup. Chỉ có một loại bia không cồn của nhà tài trợ Budweiser được bán tại các quầy đồ uống bên sau khán đài. Tại đây, mỗi lon bia 0,5 lít không độ cồn có giá tương đương 410.000 đồng. Đến đây mới thấy để uống một cốc bia không độ giá thành ngất ngưỡng, chỉ có giới nhà giàu mới tiếp cận được. Trái hẳn với Việt Nam chúng ta, chỉ cần ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì rất nhiều quầy bán tạp hóa hay tiệm hàng rong là có thể mua được với giá cả phù hợp. Ai có sức khỏe thì uống. Nhưng Qatar cấm cũng có sự nhân văn ở đấy. Trên góc độ văn hóa Qatar thì việc các cổ động viên khác uống rượu, say xỉn, gây rối trong sân có thể khiến họ cảm thấy khó chịu, kéo theo rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến cảnh sát giải quyết, có thể gây tai nạn khi tham gia giao thông. Trong năm 2010, ít nhất 18 người, chủ yếu là người nước ngoài, đã bị kết án nhận từ 40 đến 100 roi vì các hành vi phạm tội liên quan đến quan hệ tình dục bất hợp pháp hoặc uống rượu. Trong năm 2011, ít nhất 21 người, chủ yếu là công dân nước ngoài, đã bị kết án từ 30 đến 100 roi vì những lý do tương tự. Và năm 2012, 6 người nước ngoài đã bị kết án 40 hoặc 100 roi. Vào tháng 4 năm 2013, một người nước ngoài theo đạo Hồi đã bị kết án 40 roi vì uống rượu. Và vào tháng 6 năm 2014, một người nước ngoài Hồi giáo đã bị kết án 40 roi vì uống rượu và lái xe. Và tại sao người Hồi giáo không được ăn thịt lợn? Lợn bị coi là loài vật ô uế và bị cấm ăn trong luật Hồi giáo. Trong quyển kinh Quran của người theo đạo Hồi đã viết rất rõ một số loại thực phẩm không được sử dụng và thịt lợn là một trong số đó. Kinh Quran có nêu về điều răn, đấng chân chủ chỉ cấm các người ăn xác chết, máu, thịt lợn và những thứ đã được cúng tế cho kẻ khác ngoài Allah. Hãy nói, trong những điều đã được khải thị truyền dạy, ta không thấy luật cấm ăn mọi thứ, ngoại trừ xác chết, máu tươi hoặc thịt lợn, bởi vì đó là vật ô uế, hay thực phẩm không hợp quy, hay đã bị cúng tế cho ai khác ngoài Allah.
Các tín đồ Hồi giáo thường giải thích quy định này một cách khá đơn giản và dễ hiểu, do lợn là động vật ăn tạp, ăn tất cả những gì người ta đổ vào máng. Vì vậy, lợn không thể có dòng máu trong sạch như những động vật ăn cỏ, và ăn thịt lợn con người sẽ bị nhiễm bẩn. Việc thịt lợn là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các loại giun trong đường ruột. Thịt lợn có quá nhiều mỡ, quá nhiều chất béo. Lợn là loài ăn quá tạp nên chứa nhiều chất độc cũng như vi khuẩn. Lợn là loài không có tuyến mồ hôi, khiến các mầm bệnh lưu trữ và phát triển trong các mô mỡ, máu và thịt của chúng. Còn với Việt Nam mình, chắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tất cả sẽ có trên bàn nhậu. Nào là thịt lợn rang muối, sườn lợn chua ngọt, thịt lợn quay, đặc biệt là món rượu lòng lợn buổi sáng sớm. Đến đây thì chắc các bạn đã hiểu hơn về văn hóa của đất nước Hồi giáo Qatar. Video của chúng mình đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!